chào anh chị và các bạn. Công ty lại tiếp tục vận chuyển hai cái hộp số ZQ size 500 để chuyển 1/15 về tỉnh miền Tây. Thế như đây là một cái đầu tiên đã được lên thùng. Đây, nguyên chở hàng Fortuner vận chuyển từ Bình Dương về Cần Thơ. Nhà xe Hoàng Lâm vận chuyển tới tận tay cho anh chị. Và chi tiết anh chị có thể liên hệ trực tiếp vào website của chúng tôi hoặc liên hệ trực tiếp số điện thoại 0945 214 224 để được nhân viên tư vấn báo giá và hỗ trợ thông số kỹ thuật cũng như các chế độ của bảo hành của động cơ và sử dụng động cơ. Ngửa cái mặt lên tí của ơi. Rồi. Này. Quay về lên. Là hộp số ZQ size 500 1/15. Các anh chị và các bạn là đặt hàng thì liên hệ qua công ty chúng tôi ạ. Được tư vấn báo giá hỗ trợ giá rẻ. Này là khách miền Tây. Nhân viên chúng tôi đang xuất hàng. Là biển số của nhà xe miền Tây. Đây nhân viên đang cấu hàng.